không cần ai phải làm một điều gì cho cô hết. Cô chỉ cần một sự công bằng rất là đời thôi. Cái cảm xúc của cô nó tới đến mức độ hận rồi. Nó lên tới cao trào, lên tới hận rồi. Muốn dục bỏ tất cả để rời đi. Bởi vì cái gì cái đó đã quá đi ngưỡng rồi. Đau đớn đến hận rồi. Thì cô dục lại hết. Cô là một người phụ nữ quyết đoán, cực kỳ là quyết đoán. Và cả cuộc đời của cô chưa bao giờ bị ân hận cái việc gì cô làm. Nhưng mà cô còn ở lại đây là bởi vì trách nhiệm của cô. Cô muốn đi cô cũng phải lo cho nó chu đáo đàng hoàng trong ngoài. Cô ra đi trong sự kiêu hãnh. Ở cái vai trò của cô chú á, mà mình sống đóng góp quá nhiều mà không có ai cổ vũ mình, chỉ chờ cơ hội để giết mình, thì mình sống làm gì? Đó là những cái rất thật. Chứ cô chú cũng thật sự quá mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi vì cái nhân tình thế thái, vì cái lối sống ở đời, vì những cái uất hận, những cái đau thương trong lòng mà mình cảm thấy nó bất công vô cùng. Chỉ có con người với nhau có chút tình cũng không có nữa thì làm sao sống nổi. Trong đó mình không mong cầu điều gì ngoài sự tử tế, ngoài một sự bình đẳng thôi. Mà không có nữa thì mình ở đây làm gì, đúng không?